Theo thông tin từ Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, vào chiều ngày 12 tháng 9, đơn vị này đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ đào mộ trộm xương và nghi vấn tống tiền 5 tỷ đồng đòi tiền chuộc. Cũng trong chiều ngày 12 tháng 9, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường nơi đối tượng giấu hài cốt ở ven đường cách nghĩa trang Triều Công, xã Quảng Lộc khoảng 100 mét. Sau 2 ngày tích cực điều tra, Công an huyện Quảng Xương đã xác minh làm rõ đối tượng gây án là Lưu Thanh Nam, sinh năm 1987. Đối tượng vừa là hàng xóm, vừa có mối quan hệ họ hàng với gia đình bị hại. Bước đầu, đối tượng đã thừa nhận hành vi đào trộm mộ. Cơ quan công an cũng đã thu hồi tang vật gồm hộp sọ và xương cùng các tang vật liên quan. Trước đó, vào ngày 10 tháng 9, Công an xã Quảng Lộc nhận được trình báo của người dân về việc phần mộ ở nghĩa trang Triều Công đã bị kẻ xấu đào lên, lộ ra phần quan tài với một vết thủng ở nắp quan tài. Ngoài ra, gia đình còn nhận tin nhắn của một số lạ qua Zalo với nội dung là yêu cầu chuẩn bị 5 tỷ đồng để chuộc lại phần hài cốt của người thân. Cũng trong ngày 12 tháng 9, Công an xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và Tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn 5, xã Hòa Ninh đã bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đối tượng tên là Phan Thị Lan, 44 tuổi. Theo đó, từ giữa tháng 8 năm 2024, Công an xã Hòa Ninh nhận được thông tin trên địa bàn xã Hòa Ninh và các xã lân cận thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm các loại xe mô tô, xe máy điện, xe đạp điện, nên tổ chức cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác định được Phan Thị Lan chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp nói trên. Qua công tác đấu tranh và chứng cứ thu thập được, Lan thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định với thủ đoạn tương tự, lợi dụng sự sơ hở của người dân ở những khu dân cư vắng người, Lan không chỉ trộm cắp trên địa bàn Đà Nẵng mà còn thực hiện tại các địa phương của tỉnh Quảng Nam.